Chiều 21 tháng 6, báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức hoạt động ôn lại truyền thống ngành nghề dành cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ của đơn vị nhân dịp cả nước kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022 và đồng thời trao giải cuộc thi phóng sự ký sự báo chí Người tốt Việc tốt lần 2 do báo Sài Gòn Giải Phóng phát động với sự đồng hành tài trợ của công ty Lê Bảo Minh và ngân hàng SCB. Đến tham dự lễ kỷ niệm và trao giải chiều nay của báo Sài Gòn Giải Phóng, về phía lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Dương Anh Đức, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lâm Đình Thắng, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Tấn Phong, phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh. Về phía đảng ủy ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng có đồng chí Tăng Hữu Phong, phó bí thư đảng ủy, tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, đồng chí Nguyễn Thành Lợi, bí thư đảng ủy, phó tổng biên tập thường trực báo Sài Gòn Giải Phóng, đồng chí Phạm Văn Trường, phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, cũng như sự tham dự của nguyên lãnh đạo báo Sài Gòn Giải Phóng qua các thời kỳ. Ôn lại truyền thống ngành nghề nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, thay mặt báo Sài Gòn Giải Phóng, nhà báo Tăng Hữu Phong, phó bí thư đảng ủy, tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng đã có phát biểu gửi gắm đến toàn thể những người làm báo tại báo Sài Gòn Giải Phóng hôm nay. Nhân dịp 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, tôi mong muốn và tin tưởng rằng những người làm báo Sài Gòn Giải Phóng hôm nay sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, nỗ lực phấn đấu xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng tiên phong, kiên trung trên mặt trận tư tưởng văn hóa, xây dựng đội ngũ của chúng ta như cố nhà báo Hữu Thọ đã khắc họa: mắt sáng, lòng trong, bút sạch. Chứng kiến sự phát triển ngày càng lớn mạnh của báo Sài Gòn Giải Phóng qua các thời kỳ và đến hôm nay, trong bối cảnh nhiều thách thức đối với người làm báo, đồng chí Dương Anh Đức, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đặt tin tưởng và kỳ vọng lớn hơn dành cho báo Sài Gòn Giải Phóng để tiếp tục giữ vững là ngọn cờ đầu trong công tác thông tin tuyên truyền, xứng đáng là tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng cảm thấy rất là tự hào và vui mừng khi thấy cứ mỗi lần những ngày lễ này thì các đồng chí nguyên lãnh đạo các thời kỳ của báo Sài Gòn Giải Phóng lại tề tựu về đây một cách hết sức đông đủ. Đó là một truyền thống hết sức đáng quý. Chúng tôi cũng hết sức vui mừng và xin được chúc mừng những giải thưởng mà tập thể và cá nhân phóng viên của báo Sài Gòn Giải Phóng chúng ta đã được trao vào sáng ngày hôm nay, được ghi nhận bởi hội đồng giám khảo. Tiếp nối cái truyền thống đó, chúng tôi xin chúc cho báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục phát huy là một tập thể đoàn kết vững mạnh, gặt hái được nhiều thành tựu trong tương lai, luôn luôn xứng đáng là ngọn cờ đầu, là cơ quan ngôn luận chính thống của đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh anh hùng. Dịp này, báo Sài Gòn Giải Phóng đã tôn vinh các phóng viên, biên tập viên của báo Sài Gòn Giải Phóng vì có sự đóng góp kinh nghiệm và gắn bó với đơn vị từ 15 đến 20 năm trong lĩnh vực báo chí chuyên nghiệp với kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam quyết định công nhận trao tặng. Năm nay, báo Sài Gòn Giải Phóng tham dự Giải báo chí thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 40 đã đoạt được 9 giải trong lễ trao giải buổi sáng nay do Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Và để tiếp tục khích lệ tinh thần dấn thân của phóng viên tại đơn vị vì đã có những tác phẩm chất lượng, báo Sài Gòn Giải Phóng quyết định khen thưởng bổ sung cho các tác giả như là một sự khích lệ và mong muốn phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục giữ lửa đam mê nghề để có những tác phẩm bài báo ngày càng hay hơn, chất lượng hơn, phục vụ bạn đọc trong thời gian tới. Cũng vào chiều cùng ngày, báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức trao giải cuộc thi phóng sự ký sự báo chí Người tốt Việc tốt lần 2 dành cho các tác giả có tác phẩm đạt chất lượng cao. Nhà báo Phạm Văn Trường, phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, thay mặt ban tổ chức cuộc thi phóng sự ký sự báo chí Người tốt Việc tốt lần 2 đã có những đánh giá tổng kết cuộc thi trong lần trao giải này. Hơn 200 bài viết của các tác giả gửi về thì hội đồng giám khảo đã chọn ra được khoảng 90 bài viết để đăng trên báo. Tiếp theo thì hội đồng đã chọn ra được 21 bài báo để vào vòng chung khảo. Sau đó thì hội đồng tiếp tục chọn ra 16 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong các bài viết, họ đều có chung một điểm, đấy là họ giàu tình yêu thương. Họ giàu lòng trắc ẩn và chính cái tình yêu thương, lòng trắc ẩn đó đã giúp họ vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống.
Theo đó, ban tổ chức đã tiến hành công bố và trao giải cuộc thi phóng sự ký sự báo chí Người tốt Việc tốt lần 2 cho 16 tác giả có các tác phẩm đoạt giải cao với cơ cấu gồm có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Kết quả giải nhất với giá trị tiền thưởng 40 triệu đồng và máy ảnh Canon 30 triệu đồng đã xướng tên tác phẩm Ông Trung Xe Ca của nhóm tác giả Phương Minh Quốc Cường. Nhân vật trong bài viết là ông Mai Đức Chung, huấn luyện viên của đội tuyển nữ quốc gia, gây xúc động mạnh cho nhiều bạn đọc và cả những người làm công tác chấm giải của cuộc thi. Giải nhì với giá trị tiền thưởng 20 triệu đồng cùng máy ảnh Canon 20 triệu đồng đã thuộc về tác phẩm Mạch sống nghị lực của tác giả Kim Loan và tác phẩm Những cầu nối yêu thương của tác giả Hoài Nam. Giải ba với giá trị tiền thưởng 15 triệu đồng và máy ảnh Canon 15 triệu đồng đã thuộc về tác phẩm Ông Hoàng Bổng trả ơn đời của tác giả Phan Thảo, tác phẩm Ước mơ xanh của cô gái Đà Lạt của tác giả Đoàn Quý Lâm, tác phẩm Chị Ba Sương khởi nghiệp ở tuổi 70 của tác giả Lê Thanh Nguyên. Giải khuyến khích với giá trị tiền thưởng 5 triệu đồng và máy in vi tính Canon cũng đã thuộc về tác phẩm gồm Tiền lẻ xó trường tạm của tác giả Hoài Dương, tác phẩm Người miệt mài đi tìm thanh âm vàng son của tác giả Thu Hà, tác phẩm Những chuyến đi dài đến miền đất lạ của tác giả Lệ Loan, tác phẩm Người anh hùng cả đời cống hiến cho khoa học của tác giả Hồ Hoa, tác phẩm Những người thầy vác tù và giữa đại dịch của tác giả Tiêu Mỹ Hằng, tác phẩm Mẹ Nguy giữ bóng Hoành Sơn của tác giả Minh Phong, tác phẩm Hơn cả chuyện cổ tích của tác giả Trần Lưu, tác phẩm Cô Kiều của làng Gò Cỏ của tác giả Ngọc Oai, tác phẩm Đóa hoa đẹp giữa đời thường của tác giả Quỳnh Lâm, tác phẩm Hòa thượng mặc áo blues của tác giả Văn Thắng. Ngay sau tổng kết trao giải cuộc thi phóng sự ký sự báo chí Người tốt Việc tốt lần 2, báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục phát động tổ chức cuộc thi này với mùa 3 mang tên gọi mới Tỏa sáng giá trị Việt để cuộc thi lan tỏa hơn và tạo điều kiện cho nhiều tác giả khắp mọi nơi tham gia gửi bài dự thi phong phú đa dạng hơn. Điều này đã được nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập thường trực báo Sài Gòn Giải Phóng công bố. Hôm nay 24 tháng 6 năm 2022, báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi viết Tỏa sáng giá trị Việt năm 2022-2023. Theo đó, ban tổ chức cuộc thi cũng quyết định mở rộng thể loại tác phẩm dự thi trên báo in, bao gồm các thể loại phóng sự, ký sự, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép và mở rộng cuộc thi đồng thời trên báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử, bao gồm video clip. Đối với báo in trên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng thì tác phẩm dự thi có độ dài tối đa 1.700 chữ cùng ảnh minh họa. Thực tế về tác phẩm dự thi báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử thì mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi nhiều video clip dự thi thời lượng từ 3 đến 5 phút. Về thể lệ, thời gian, cách thức gửi bài dự thi thì ban tổ chức sẽ đăng tải đầy đủ chi tiết trên báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử, đồng thời là trên báo Sài Gòn Giải Phóng nhật báo.